cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời thì con người cũng sẽ xưng nhận đó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nhưng ai chối bỏ thầy trước mặt người đời Thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa Và hệ kẻ nào nói phạm thượng đến con người Thì nó sẽ được tha Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến thánh thần Thì sẽ không được tha Khi người ta điệu các con vào các hội đường Đến trước mặt vua quan và chính quyền Các con chớ lo lắng phải thưa làm sao hay phải nói thế nào vì trong giờ ấy thánh thần sẽ dạy các con phải nói thế nào đó là lời Chúa lời Chúa Kitô khen Chúa Kính thưa quý ông bạn chị em. Bản chất của hội thánh là loan báo tin mừng và chúng mình mỗi người cũng mang trong mình sứ vụ loan báo tin mừng Đức Giê xu Kitô cho những người khác. Sứ mạng ấy hôm nay Chúa Jesus nói cho mỗi người mình biết rằng: Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì con người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của thiên chúa. Nếu ta sống làm chứng cho chúa trước mặt người đời thì chính chúa sẽ làm chứng cho chúng ta ở trên thiên đàng. vậy thì cách nào để khi sống giữa chợ đời mà mình có thể làm chứng cho tình yêu và sự trọn lành của thiên chúa có rất nhiều cách chúng ta mỗi người mỗi cảnh mỗi người một điều kiện và một khả năng riêng ở đây tôi xin giới thiệu hai gương sống làm chứng cho chúa ở giữa dòng đời và quý ông bạn chị em cũng đã có biết Gương thứ nhất tôi muốn nêu lên là gương của mẹ Thánh Teresa Cancuta. Mẹ dấn thân cả đời của mình cho người nghèo. Chính đời sống của mẹ là lời chứng hùng hồn cho quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Có một sự kiện trong cuộc đời, đời của mẹ là vào năm 1985, Mẹ được mời tới đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc là tổ chức của tất cả các nước ở trên thế giới. Thì trong bài diễn văn ấy, mẹ đã làm chứng cách hùng hồn và công khai cho toàn thế giới về đức tin và sự dấn thân của mình. Mẹ nói, quý vị và tôi đều là những người con của Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Đó là lý do tại sao mẹ dấn thân bởi vì có một Thiên Chúa là cha và mỗi người đều là anh em với nhau. Đó là gương làm chứng ở chỗ công khai mà mẹ Teresa Cancuta đã từng làm chứng. Gương thứ hai Tôi xin được giới thiệu là lưu gương của một ông cụ ở trên một tuyến xe lửa ở Paris là kinh đô của nước Pháp. Cụ già ấy lên xe lửa và ngồi cạnh bên có một anh sinh viên. Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu lăn bánh, cụ rút từ trong túi ra một cổ tràng hạt và bắt đầu lần chuỗi. Anh sinh viên ngồi cạnh bên lúc đầu thấy lạ lạ, nhưng sau đó thì bực mình, rồi không thể cầm lòng được ông ông già làm một cái chuyện kỳ khôi. Nên anh ta mạnh dạng lên tiếng. Thưa ông, thời này mà ông vẫn còn tin những chuyện nhảm nhí như thế à cụ già nghe hỏi quay qua và trả lời ừ tôi vẫn tin thế còn cậu cậu không tin à người thanh niên khó chịu trả lời lúc nhỏ thì tôi có tin nhưng bây giờ thì làm sao mà có thể tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí đó bởi vì khoa học đã mở mắt tôi tôi nhìn thấy được những sự ở trên trời cao và tôi cũng tìm hiểu được những quy luật của cuộc sống này khoa học thật là huyền diệu rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học Liệu cậu có cách nào giúp tôi hiểu những điều chúng nói không? Người sinh viên nhanh nhậu đáp Ông cứ ghi cho tôi địa chỉ nhà của ông đi Tôi sẽ gửi sách vở, tài liệu Ông sẽ đọc và sẽ say mê Đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem cụ già nói vậy tốt rồi và ông rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp trao cho người sinh viên anh sinh viên đọc tấm danh thiếp ấy rồi lặng thinh xấu hổ lặng lẽ rời đi qua một toa tàu khác bởi vì ngay trên ở tấm danh thiếp đó ghi cụ già đó tên là Louis Pasteur viện nghiên cứu khoa học Paris là ông tổ của ngành virus điều chế các loại vaccine từ thời đó cho đến bây giờ ông cụ ấy làm chứng cho đức tin ngay trên chuyến xe của mình ngay trong những biến cố của đời sống. Mẹ Teresa làm chứng ở chỗ công khai và cả trong cuộc sống của mẹ. Louis Pasteur cũng làm chứng về đức tin của mình như vậy. Kính thưa quý ông bạn chị em, Thánh Phaolô nói: "Tin trong lòng thì được nên công chính, tuyên dưng ngoài miệng sẽ được cứu độ." nhưng mình mình có thể tuyên dưng niềm tin ấy như thế nào mỗi người mỗi cảnh chính thánh thần thiên chúa sẽ soi sáng và giúp cho chúng ta mỗi người có thể làm chứng cho chúa ở ngay tại cảnh sống của mình